Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cổ động viên khắp thế giới nức lòng vì siêu phẩm của ngôi sao Futsal Việt Nam. Bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu ghi vào lưới Panama tại World Cup Futsal 2021 vừa được FIFA bình chọn là một trong bốn bàn thắng đẹp nhất vòng bảng. Ngay lập tức các cổ động viên ủng hộ bàn thắng này. Trên fanpage chính thức của FIFA Futsal World Cup 2021, một cổ động viên có nickname Tony Pham viết, tất cả các bàn thắng đều tuyệt vời, nhưng là một người Việt Nam, tôi bình chọn cho Nguyễn Văn Hiếu. Thật tự hào. Bình luận của Tony Pham ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ rất nhiều người. Riêng một fan nước ngoài, có tên Miguel Ledesma Carrasco chỉ nhắn rất đơn giản, Hiếu, thể hiện sự ủng hộ dành cho bàn thắng của cầu thủ thuộc đội tuyển Futsal Việt Nam, ghi vào lưới đội Panama. Trước đó, fanpage chính thức của giải tổ chức bình chọn 4 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng của World Cup Futsal 2021. Ngoài bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu, còn có các bàn thắng của Raúl Gómez, Tây Ban Nha, Anars Khonrahmatov Uzbekistan, Andre Coelho Bồ Đào Nha. Riêng về bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu, một cổ động viên nước ngoài có tên AS Magun chia sẻ, một pha ghi bàn gây kinh ngạc. Chúng ta cùng nhau tiến vào vòng đấu knock-out, Việt Nam và Thái Lan một cổ động viên khác có tên Nu Chan Atan Trách Un cho biết, tôi ủng hộ Việt Nam vì chúng ta đều là người Đông Nam Á. Trong khi đó, một cổ động viên nữa có tên Boripat Sri bình luận, một pha đi bóng siêu đẳng thể hiện khả năng chống chịu tốt của cầu thủ Việt Nam. Nhưng dĩ nhiên, vẻ đẹp của bàn thắng mà Nguyễn Văn Hiếu ghi vào lưới đội Panama, góp phần đưa đội tuyển Phút Việt Nam vào vòng 1 trên 8 không chỉ làm nức lòng các fan Việt Nam, không chỉ được ủng hộ bởi người hâm mộ ở Đông Nam Á, mà còn nhận được sự ngưỡng mộ của những người yêu bóng đá trên khắp thế giới một người hâm mộ có lẽ đến từ châu Âu với cái tên băng da manh Smith trầm trồ, bàn thắng tuyệt vời. Còn một người hâm mộ khác, tên Hassan Bader, có lẽ đến từ khu vực Tây Á, hoặc Bắc Phi bình luận hết sức đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, bàn thắng đáng kinh ngạc. Cho đến thời điểm này, bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu cũng là bàn thắng được bình chọn nhiều nhất trong số 4 đề cử trên trang fanpage của World Cup Futsal năm nay, bỏ xa các ứng viên còn lại. Một cổ động viên Việt Nam giải thích đơn giản về sự vượt trội của siêu phẩm được lập bởi Nguyễn Văn Hiếu so với các đề cử khác. Cổ động viên có tên Lê Ngọc Hạnh này nói, bàn thắng của đội tuyển Futsal Việt Nam là số 1 đồng quan điểm với nhận định nói trên, cổ động viên có nickname tên Vũ Kim Hải Anh viết, chúng tôi tự hào về màn trình diễn quả cảm và nhiệt huyết của đội tuyển Phút San Việt Nam, cùng chờ đợi điều bất ngờ ở vòng sau. Ở vòng 1 trên 8, đối thủ của đội tuyển Phút San Việt Nam sẽ là Nga, đội hạng 4 thế giới. Đây là đội bóng từng thắng đội tuyển Phút San Việt Nam cũng tại vòng 1 trên 8 World Cup, Phút San 2016. Lần này, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang quyết tâm làm tốt hơn.